Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 814. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11. Chuyên đề bài tập kim loại tác dụng với HNO3. Để làm được loại toán này, việc đầu tiên các em phải nhớ hội thầy cái nội dung ba nội dung mà thầy thống kê ở đây. Các em phải vận dụng tốt ba nội dung này để xử lý thật nhanh bài tập này. Còn nếu bạn nào tập này vẫn băn khoăn thì các bạn phải xem lại. Áp dụng vào bài tập cụ thể thầy có như sau. Đây là sơ đồ phản ứng. Trong phần này thầy chú ý có một từ HNO3 đặc nguội này. Đặc nguội thì nó sẽ không phản ứng với nhôm, tức là nó làm cho nhôm bị thụ động. Kết quả chỉ có bạc phản ứng thôi. Và sản phẩm khí tạo ra là NO2 là 0,2 mol. Do đó thầy dùng bảo toán E thầy suy ra được bạc của thầy sẽ bằng 0,2 luôn. Bảo toán nguyên tố bạc thì muối tạo ra chỉ có AgNO3 bằng 0,2 nhân với 170 bằng 34 gram. Đáp án thầy có là C.